Đùa đã để cười vậy. Gai chả làm cái gì cũng bị lột sạch rác. Thế mà bảo mà về lớp không thèm chấp gai. Kaizoku Sentai Gokaiger, hoài bão và sự gan lì, bất khuất của những tên hải tặc vũ trụ. Vậy là đã 10 năm kể từ khi bộ phim này được phát sóng. Với sự đầu tư hoành tráng, kỹ lưỡng cùng chất riêng hải tặc đậm đà đầy bản sắc, Gokaiger đã in dấu đậm nét trong lòng người xem, bao gồm các fan tokusatsu nói chung và cả fan Super Sentai nói riêng. 10 năm dài đã trôi qua, Gokaiger vẫn tồn tại như một dấu son đáng nhớ đầy uy tín của dòng Super Sentai, và đồng thời đã trở thành một mảnh ký ức tươi đẹp của biết bao cô cậu học sinh ngày ấy. Và rồi sau 10 năm, băng hải tặc không gian ấy một lần nữa tiếp tục rong buồm trong tập phim kỷ niệm V-Cinema Kaizoku Sentai Ten Gokaiger. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với RTK Media. Cảm ơn các bạn vì đã kiên nhẫn chờ đợi nhóm chúng mình trong suốt thời gian dài vừa qua. Hôm nay, chúng mình đã trở lại đem tới bài review đánh giá về tập phim kỷ niệm đang tạo được tiếng vang vô cùng tốt Kaizoku Sentai Ten Gokaiger. Giờ không để mất thêm thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu bài review luôn nhé. Đầu tiên, trước khi bước vào bài review đánh giá tập phim này, như thường lệ, ta cùng điểm qua một chút thông tin xoay quanh bộ phim nhé. Kaizoku Sentai Ten Gokaiger là phần phim hậu truyện kỷ niệm 10 năm của bộ phim Kaizoku Sentai Gokaiger. Phim được công chiếu tại các cụm rạp ở Nhật Bản vào ngày 12 tháng 11 năm 2021 và phát hành Blu-ray DVD vào ngày 3 tháng 9 năm 2022. Phim lấy bối cảnh 10 năm sau những sự kiện diễn ra ở tập cuối của series Gokaiger. Phim do Naruhisa Arakawa làm biên kịch và được đạo diễn bởi Soichiro Nakazawa. Cả hai đều đã từng góp mặt trong đội ngũ sản xuất của TV series Gokaiger 10 năm về trước và đều là những gương mặt lão làng từng đứng sau rất nhiều bộ Super Sentai. Giờ chúng ta bước vào nhận xét phần cốt truyện của phim nhé. 10 năm sau khi nhóm Gokaiger thành công tiêu diệt đế chế vũ trụ giàn giáp hùng mạnh, để bảo vệ cho an nguy trái đất khỏi những cuộc xâm lăng tiếp theo từ thế lực thù địch từ ngoài vũ trụ, một giải đấu cá độ chính quy mang tên Super Sentai Derby Colosseum đã được Bộ Quốc phòng tổ chức. Bằng việc nâng cấp và khai thác năng lực của cây kèn Raparatta mà Basco quá cố đã để lại, Bộ Quốc phòng đã toàn quyền triệu hồi và thao túng những Ranger Key của Senshi tiền nhiệm mà họ thu thập được. Cuộc chiến giữa những Senshi trở thành một bộ môn thể thao phổ biến để mọi cư dân của trái đất có thể cá độ kết quả. Số tiền thu thập được từ việc cá độ này sẽ được dùng để xây dựng và phát triển quỹ phòng vệ trái đất, giúp tinh cầu xanh tự tin chống chọi lại những mối đe dọa từ ngoài không gian. Song, bộ sưu tập Ranger Key của Bộ Quốc phòng chưa thể hoàn thiện trọn vẹn vì vẫn còn một nhóm chiến đội đã bị mất liên lạc, đó là băng hải tặc vũ trụ Gokaiger. 10 năm trôi qua, băng hải tặc được cho rằng đã tan đàn xẻ nghé, đường ai nấy đi. Thế nhưng, Captain Marvelous một lần nữa tái xuất tại trái đất, thẳng thừng ra mặt tuyên chiến, tham gia thử thách 1 chọi 100 của Super Sentai Derby Colosseum nhằm mục tiêu hủy diệt dự án này từ trong trứng nước. Phải chăng Marvelous đã biến chất, không còn muốn bảo vệ trái đất nữa? Hay đằng sau giải đấu này còn điều gì mờ ám chưa được hé lộ? Các bạn hãy tìm xem tập phim kỷ niệm này để tìm hiểu rõ hơn nhé! Trước hết, để nhận xét về bộ khung kịch bản, thì Ten Gokaiger sở hữu bộ khung gần như y hệt với những tập phim Ten Years After của các chiến đội khác. Bộ khung đó có thể diễn giải nôm na theo trình tự như sau. Đầu tiên, phim mở đầu với bối cảnh 10 năm sau những sự kiện diễn ra trong TV series. Nhóm chiến đội tan rã, đường ai nấy đi. Một hoặc một vài thành viên trong đội trở nên biến chất, có những hành động mờ ám. Một thế lực phản diện mới xuất hiện, đứng đằng sau chi phối những sự kiện diễn ra trong phim. Nút thắt được tháo bỏ khi những thành viên bị biến chất trong chiến đội thực chất chỉ đang diễn sâu để che mắt phe phản diện. Và cuối cùng, để ngăn chặn thế lực xấu xa, nhóm chiến đội một lần nữa tái hợp và sát cánh chiến đấu cùng nhau. Đây là bộ khung kịch bản đã được Toei xào đi xào lại trong những tập phim kỷ niệm 10 năm của cả Hurricaneger, Decaranger, Go-Onger và tính tới hiện tại là cả Ten Gokaiger nữa. Trước tiên để nhận xét thì cốt truyện của Gokaiger tương đối cơ bản và dễ đoán, song lại khá hiệu quả và tròn vai. Nếu bỏ qua việc bộ khung này đã bị tái sử dụng tới lần thứ tư, thì cốt truyện tổng thể của Ten Gokaiger vẫn có thể được coi là mạch lạc, thuyết phục. Phim được dẫn dắt và kể theo lối kể chuyện tuyến tính,
đan xen với một vài phân đoạn flashback, hồi tưởng để giới thiệu sâu hơn về dàn phản diện mới, cũng như lý do mà nhóm Gokaiger không còn đi chung đường với nhau. Điều đáng khen của Ten Gokaiger là đảm bảo được tính chặt chẽ, logic của những mốc sự kiện có liên quan. Đầu tiên phải kể đến là việc phim có nhắc tới sự việc Navi bị bỏ quên ở trái đất trong kỷ niệm tập phim Super Sentai thứ 2000 của series chiến đội thứ 40 Zuozer. Tiếp đến là chi tiết Gai trở lại trái đất từ cách đây 4 năm trước, vừa vặn nhắc khéo tới sự kiện Super Sentai Psycho Battle. Có thể tại sự kiện này, sau khi giúp Marvelous thu thập những Ranger Key để cứu Luca, thì Gai quyết định ở lại trái đất một thời gian. Nhìn chung, phim đảm bảo liên kết rất tốt tới hai phần phim gần nhất có Gokaiger góp mặt. Đây là một điểm vô cùng đáng khen. Ngoài ra, việc đưa bộ quốc phòng vào phim khiến phim mang thêm một chút màu sắc chính trị, nghiêm túc, thu hút trí tò mò của người xem. Ý tưởng biến cây kèn Raparata của Basco quá cố trở thành một khí tài quân sự riêng cho bộ quốc phòng cũng khá thú vị và hợp lý. Thêm vào đó, lý do giải thích cho việc nhóm Gokaiger tàn giã, đường ai nấy đi cũng khá là hợp lý khi họ phải xé lẻ từng cá nhân để đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau trong kế hoạch truy đuổi và lật tẩy mưu đồ xấu xa của nhóm hải tặc không gian Bakut. Giải thích này giúp cho việc tan rã và tái hợp của nhóm Gokaiger trở nên vô cùng hợp lý, dễ hiểu. Mặc dù gọi là tan rã, nhưng vẫn thể hiện xuất sắc sự phối hợp ăn ý lẫn nhau, đúng với tinh thần của một đội Super Sentai. Ngoài ra, một điểm đáng khen khác của Ten Gokaiger là hàng loạt những chi tiết gợi nhắc, liên tưởng trực tiếp đến TV series đã được đưa về tập phim này một cách vô cùng tinh tế, như phân cảnh Gokaichain bằng mồm của Don, phân cảnh trao đổi màu sắc của Luca và Don, phân cảnh Gokaichain thành các Red Senshi của Mabe và Aim, mối quan hệ bằng hữu keo sơn của Mabe và Joe, tái hiện đoạn thoại đầu tiên trước khi ra trận của nhóm Gokaiger ở tập 1, cảnh ăn cơm cà ri, referent trực tiếp tới một nhân vật ở chiến đội khác có tay nghề có thể chữa mắt cho Marvelous, vân vân và mây mây. Và cuối cùng, không thể không kể đến, đó là tình tiết Gokai Gareon liên tục bị đánh chìm. Tàu xấu số vai, hở ra là bị đánh chìm. Sẵn nhắc tới Gokai Gareon, mình cũng muốn chia sẻ thêm đôi điều mà Ten Gokaiger đã làm rất tốt. Đó là sự tri ân đúng mực dành cho con tàu đã cùng đồng hành với nhóm Gokaiger rong ruổi khắp những miền xa. Giống như các chiến đội Super Sentai khác, Gokai Gareon cũng có cho riêng mình một sức mạnh tối thượng, một di sản tiềm tàng để lại cho những người kế thừa xứng đáng. Có lẽ vì đã cùng đồng hành với các Gokaiger suốt một thời gian dài, phải chăng Gokai Gareon cũng ẩn chứa trong mình một linh hồn? Cho dù thể xác có bị phá hủy, Gareon vẫn tiếp tục đồng hành sát cánh, trở thành một nguồn sức mạnh mới cho nhóm Gokaiger. Đây là một chi tiết mình cho là vô cùng đắt giá, khiến cho Gokai Gareon không chỉ là một cỗ máy chuyên chở, một bộ phận của gát tài nữa, mà còn mang nhiều giá trị hơn như thế. Điều này khẳng định cho một triết lý rằng, vạn vật dù có là sắt đá đi chăng nữa, nhưng trong mắt của những người sở hữu chúng, những người đã gắn bó keo sơn với chúng suốt một thời gian dài, chúng dường như vẫn tồn tại một thứ gọi là linh hồn. Ok, nói đi thì cũng phải nói lại, sau khen thì sẽ phải tới chê. Dưới đây là một vài điểm mình cảm thấy chưa thực sự hài lòng ở nội dung phim. Đầu tiên, chắc chắn phải kể tới đó là sự hoành tráng và quy mô vốn có. Như chúng ta vẫn thường biết thì Gokaiger luôn để lại ấn tượng cho người xem về sự hoành tráng, về số lượng Senshi tiền bối xuất hiện một cách đông đảo mà không bộ Sentai nào khác sánh bằng. Song, Ten Gokaiger lại khá khiêm tốn ở khoản này khi số lượng Senshi tiền bối, tính cả việc triệu hồi bằng Ranger Key được xuất hiện trong phim vô cùng khiêm tốn. Tất nhiên, cũng có thể giải thích rằng phim chỉ muốn hướng mũi nhọn tập trung vào sự tái hợp của nhóm Gokaiger sau 10 năm mà thôi. Tuy vậy, bản thân việc khai thác phong cách chiến đấu của nhóm Gokaiger cũng có phần bị hời hợt đi. Tuy vẫn có những pha trao đổi vũ khí, song Ten Gokaiger thiếu đi hoàn toàn phân cảnh Gokaichain Marathon của cả đội, mặc dù Gokaichain chính là đặc trưng dễ nhận thấy nhất của nhóm Gokaiger. Cũng có thể giải thích là vì tất cả các key còn lại đang bị giữ ở kho vũ khí của Bộ Quốc phòng nên không thể truy cập mà sử dụng, song cũng là một điều vô cùng đáng tiếc. Thay vào đó, ta chỉ có cảnh biến hình đôi của Marvelous và Aim khi lần lượt hóa thân thành các Red Senshi hậu bối. Đây chắc chắn là một ý đồ fanservice khá rõ ràng của Toei. Và tất nhiên, tuy điều này có thể khiến series nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhưng mình thì không. Thuyền Luca Mabe là bất diệt, nóc nhà Luca Miphi là bất diệt. Mặc dù cảnh Gokaichain của các Red Senshi hậu bối là cảnh mang tính fanservice rất cao, song nó vẫn chưa đủ làm mãn nhãn người xem vì lượng chiêu thức sử dụng còn hạn chế rất nhiều. Điển hình như bộ kỹ năng của Yamato luôn được nhóm mình đánh giá rất cao bởi sự đẹp mắt. Thế nhưng, khi tới phiên bản của Marvelous thì lại không có một chút kỹ xảo gì cả. Tiếp đến, tuy phim đã đưa được một chút yếu tố chính trị vào, nhưng nó không được khai thác sâu mà tương đối hời hợt, chỉ vừa đủ để góp phần tạo nên bối cảnh và màu sắc cho phim.
Sẵn tiện cũng nói luôn là khâu an ninh trong Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở phim này quá nhiều lỗ hổng. Ai muốn vào là vào, muốn đi là đi mà không hề gặp bất kỳ khó khăn gì đáng kể. Thêm vào đó là việc cuối phim không hề xử lý thỏa đáng nhân vật Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Có vẻ phim đã quá nhân từ khi chỉ để ông ta nhận một cú đấm từ nhóc Masatoshi, chứ không phải nhận lãnh thêm hậu quả gì nghiêm trọng, hay chịu trách nhiệm pháp lý trước những hành vi đồng lõa của ông. Đó là những gì mà chúng mình cảm thấy chưa hài lòng, chưa thỏa đáng ở bộ phim. Song, đó chỉ là đánh giá trên góc nhìn cá nhân của những khán giả trưởng thành. Còn để công bằng mà nói, chúng mình nghĩ Gokaiger đã làm khá tốt và tròn trịa về mặt cốt truyện và chắc chắn là đủ để thỏa mãn được những khán giả nhí. Tiếp theo về phần nhân vật, tất nhiên chúng mình sẽ không đào sâu vào nhóm 6 thành viên Gokaiger bởi tính cách và hành trình của họ đã được chúng mình làm rất rõ trong bài review về TV series của Gokaiger rồi. Ở đây, chúng mình chỉ điểm lại sự có mặt và vai trò của từng người trong Ten Gokaiger mà thôi. Captain Marvelous. Sau khi bại trận trước nhóm hải tặc Bakut, anh đã bị trọng thương, mất đi một con mắt. Đấy là anh tôi mồm điêu thế thôi, chứ sự thật ra sao thì chắc ai xem phim xong cũng biết hết rồi. Marvelous ra mặt ở tiền tuyến, thách thức sự tồn vong của giải đấu Super Sentai Derby Colosseum cũng như quỹ phòng vệ trái đất để đánh rắn động cỏ cho thế lực phản diện ra mặt. Về phần Joe, sau khi Gokai Galeon bị đánh chìm, anh đã thu thập được sức mạnh tối thượng, di sản mà con tàu Galeon để lại. Joe vẫn đóng vai trò trợ thủ đắc lực cho Marvelous, theo sát kế hoạch và ra mặt hỗ trợ khi cần thiết. Hakase thì tới trái đất để xác nhận về sự tan rã của nhóm Gokaiger, trà trộn vào bên trong hàng ngũ của địch, cài thiết bị nghe lén và Ranger Key của Guy để nghe ngóng tình hình phe địch. Luca, đúng như bản chất ham tiền vốn có, đóng vai trò thợ săn tiền thưởng, tóm gọn Captain Marvelous, áp giải thẳng tới sao huyệt của phe địch. Sau đó, trực tiếp ra mặt tạo tình huống, vén màn thân phận thực sự của phe phản diện cho truyền thông và dân chúng. Còn Aim, cô tới hành tinh Crystallia để lấy gương chiếu yêu từ Takamichi, Kirame Silver để đem về hỗ trợ vạch trần thân phận thực sự của băng hải tặc Bakut và rồi theo sát yểm trợ cho nhóm sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Riêng về phần Ikari Gai, anh đóng vai trò là một quả tạ. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu. Quả tạ. Gai không hề được hay biết gì về kế hoạch này cả, bởi cái tính bộp chộp, tơn hớt của Gai rất dễ làm lộ đại sự. Vai trò của Gai trong phim chỉ là diễn thật tốt vài nạn nhân bất mãn, để phe địch không nghi ngờ gì cả. Song, phá bóc team của Gai bằng việc hạ gục Captain Marvelous ở giải đấu đã suýt nữa thổi bay mất sổ gạo của nhóm Gokaiger nếu như Aim không tới kịp thời để giải cứu thế chỗ xấu số. Song, nói đi thì cũng phải nói lại, sự giác ngộ kịp thời của Gai cũng như việc anh nhanh tay lút đồ được đủ dàn key Resensi hậu bối cho Mame và Aim sử dụng cũng rất đáng khen ngợi. Xin nhắc lại, điều này có thể khiến series nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhưng mình thì không. Ngoài 6 thành viên nhóm Gokaiger, một nhân vật mà mình đánh giá vô cùng cao khi được quay trở lại góp mặt trong phim là cậu nhóc người trái đất Masatoshi Niwano, người đã từng đánh cắp chiếc Shinken Red Ranger Key của Captain Marvelous ở tập 2. Tuy là một nhân vật phụ, nhưng cậu đã để lại những ấn tượng nhất định. Việc đưa Masatoshi vào phim cho thấy đội ngũ làm phim đã thực sự trân trọng tới những giá trị nhỏ nhất của Gokaiger. Khi một lần nữa nhờ có sự xúc tác của cậu, câu hỏi về việc liệu trái đất có còn xứng đáng được bảo vệ nữa hay không được dấy lên. Để rồi, chân lý của 10 năm trước lại được tái khẳng định rằng trái đất có mọi điều đáng quý, tồn tại ở khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách. Những giá trị đó cũng như lý do mà trái đất xứng đáng được bảo vệ phải tự do bản thân mình tìm hiểu và ngộ ra. Tuy hơi đáng tiếc một điều rằng vai diễn này sang phần phim Ten Gokaiger đã được thủ vai bởi một người khác là Kaisei Kawano thay vì Daichi Izumi như trong TV series. Nhưng nhìn chung, nhân vật Masatoshi Niwano tuy là tuyến phụ nhưng đã để lại những ấn tượng rất tốt trong lòng mình. Song, điều này cũng để lại một tiếc nuối nhất định là việc thiếu đi cảnh cả nhóm tạm biệt cậu nhóc ở cuối phim, hoặc là cậu nhóc sẽ như thế nào sau sự kiện lần này. Thêm một đoạn đối thoại giữa Marvelous và cậu nhóc sau trận chiến trước khi Gokaiger một lần nữa rời khỏi trái đất sẽ tăng thêm rất nhiều giá trị chiều sâu cho bộ phim. Tiếp theo, mình nhận xét đôi điều về dàn phản diện của phim này. Nhìn chung, mình không đặt quá nhiều kỳ vọng vào tuyến phản diện của những movie kỷ niệm 10 năm, vì thường đa phần chúng đều khá non kém và không có tầm, chỉ vừa đủ để làm lý do cho nhóm chiến đội tái hợp mà thôi. Nhóm hải tặc Bakut cũng vậy. Tuy phân cảnh flashback được giới thiệu rất ngầu lòi, song cũng không tránh khỏi sự mờ nhạt. Tuy nhiên, chúng đã làm rất tốt việc đứng đằng sau chi phối, giật dây, tổ chức giải đấu Super Sentai Derby Colosseum và cũng gần như đã đạt được mục đích. Nhưng tới phân cảnh chiến đấu cuối phim thì lại không thể hiện được gì quá nhiều và sớm bị làm nền cho Cross Armor của nhóm Gokaiger. Và còn đáng tiếc hơn khi nhóm hải tặc Bakut này
lại không có liên hệ gì với phe phản diện trước đây là Đế quốc Vũ trụ Gian Chắc như những phần phim kỷ niệm trước đó. Về Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, do diễn viên kỳ cựu Jun Yamasaki thủ vai thì nhìn chung không để lại ấn tượng gì quá rõ rệt, chỉ dừng ở mức tròn vai. Tất nhiên, diễn xuất của chú Jun Yamasaki vẫn tròn trịa, xuất sắc như những vai diễn tokusatsu trước mà chú đã thể hiện. Song, nhân vật Bộ trưởng Bộ Quốc phòng này không đem đến cho chú quá nhiều đất diễn để thể hiện. Sẵn đây cũng có hai nhân vật cameo vô cùng thú vị trong phim là đại sứ Super Sentai Hiroya Matsumoto, thủ vai chính mình trong phim, và Kei Hosogai, người từng hóa thân thành cựu hải tặc đỏ khét tiếng Basco Tajolokia và lần này hóa thân thành bình luận viên giải đấu Maskoda. Nhắc tới đây, có thể nhiều bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối vì Kei Hosogai không trở lại với vai diễn Basco của mình. Song, mình cảm thấy điều đó không thực sự cần thiết vì vốn phim đã có cho mình một tuyến phản diện rồi. Việc đưa Basco trở lại chỉ khiến mạch phim trở nên thêm rối rắm và phức tạp. Và tệ hơn nữa là nó còn có thể phá hủy những giá trị vốn có mà nhân vật Basco đã để lại trong TV series. Tiếp theo, về phần hành động và kỹ xảo, nhận xét ngắn gọn của chúng mình là nó chỉ dừng ở mức tròn trịa, không quá xuất sắc, nhưng cũng không tệ. Kỹ xảo trong phim được xử lý tương đối mượt mà, ít lỗi, trừ một cảnh dễ thấy là Gokai Blue khi dùng Cross Armor có 5 lưỡi kiếm, nhưng khi chém chỉ vạch ra 3 đường effect. Ngoài vấn đề đó ra thì còn lại khá ổn, không có gì đáng để chê trách cả. Phần hành động cũng tương đối tốt, nhất là phân cảnh chiến đấu giữa Marvelous và Guy, xem rất đã mắt. Chỉ hơi đáng tiếc một điều là phân cảnh chiến đấu cuối của nhóm Gokaiser với phe phản diện hơi ngắn, kết thúc có phần bị chóng vánh. Cục diện trận đấu nhanh chóng bị đảo chiều khi nhóm Gokaiser sở hữu Cross Armor. Nếu như trận đấu này có thể kéo dài thêm chỉ cần 5 đến 10 phút nữa thôi là sẽ rất hoàn hảo. Về phần âm nhạc, phim vẫn sử dụng bộ soundtrack vốn có của Gokaiser, phần nào khơi gợi lại nhiều cảm xúc cho người xem. Phần sound effect trong phim cũng là một điểm mạnh được mình đánh giá cao. Các hiệu ứng âm thanh trong phim được làm rất tỉ mỉ, kỹ lưỡng và khá hiệu quả. Chỉ có hai điều đáng tiếc, đó là khi nhóm Gokaiser chiến đấu ở cuối phim, bản nhạc opening Kaizoku Sentai Gokaiser không được phát lên để tăng cao trào cho trận đấu. Việc thiếu đi opening trong phân cảnh chiến đấu cũng là một điểm khá đáng tiếc. Điều này vừa làm cho phim thiếu đi sự sôi động, cũng như đánh mất một phần cảm xúc dâng trào của 10 năm trước. Song, nói đi cũng phải nói lại, bởi diễn viên thủ vai trùm phản diện của phim lại chính là ca sĩ hát opening cho Gokaiser, Tsuyoshi Matsubara, nên việc để anh ta bị hạ gục ngay trên chính nền nhạc do mình hát thì thực sự không được phải đạo cho lắm. Nhưng điều đáng tiếc nhất phải kể tới đó là ending Super Sentai Hero Gator Ten Gokaiser V ở cuối phim, khi không hề có cảnh roll call marathon của những nhóm chiến đội như thường lệ, mà chỉ chạy chữ credit đan xen cảnh hậu trường trên nền đen. Đây là một điểm thực sự vô cùng đáng tiếc, khiến cho mình đánh giá thấp về quy mô và sự hoành tráng của Ten Gokaiser. Thực sự nó còn không bằng lần trở lại của nhóm trong Juozer tập 28 và 29. Cuối cùng sẽ là một vài thông tin bên lề xoay quanh bộ phim. Đầu tiên, trong bức ảnh này, chúng mình sẽ giới thiệu toàn bộ xuất thân gốc gác của những nhân vật trên hình, những người đã từng ít nhất một lần góp mặt trong những dự án tokusatsu khác của Toei hoặc ngoài Toei. Đầu tiên, Hiroya Matsumoto, đại sứ Super Sentai, thủ vai chính mình ngoài đời và đồng thời thủ vai Tsubasa Ozu, Magi Yellow và Jin Masato, Beatbuster. Tiếp theo, Kei Hosogai, thủ vai Basco và Maskoda, đồng thời cũng thủ vai Ignis, Trigger Dog trong Ultraman Trigger. Tomokazu Seki, MC của giải đấu, đồng thời là voice actor trong Mobile Race và những trang thiết bị khác của Gokaiser. Kohei Soji, Takamichi Crystalia, Kirame Silver. Tsuyoshi Matsubara, Badly, trùm phản diện, đồng thời là nam ca sĩ đã thể hiện ca khúc opening của nhóm Gokaiser. Rikako Sakata, Rem, trợ thủ của Badly, đồng thời đóng vai Mew trong Kamen Rider 4Z. Metal Yoshida, Arctaros, trợ thủ của Badly, đồng thời đóng vai Oren Pierre Alfonso, Kamen Rider Bravo trong series Kamen Rider Gain. Jun Yamasaki, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng thời đóng Toru Hojo trong Kamen Rider Agito và Takuma trong series Kamen Rider Vice. Karuko Ishii, nữ sinh trung học, đồng thời đóng Mio, Tokusango thời còn trẻ. Rara Shimizu, nữ sinh trung học, đồng thời đóng Kagura, Tokugogo thời còn trẻ. Tiếp theo,
về sự kiện công chiếu của Tengo Kaiser. Trước khi trailer phim được công bố vào ngày 18 tháng 7 năm 2021, thì khoảng một tháng trước đó, ngày 19 tháng 6 năm 2021, một buổi livestream kỷ niệm 10 năm Gokaiser đã được tổ chức với sự góp mặt của Ryota Ozawa, Captain Marvelous, Junya Ikeda, Ikari Gai và Tomokazu Seki, voice actor của Mobile Race. Thêm vào đó, Ten Gokaiser cũng có thêm một vài hoạt động quảng bá liên quan khác như việc nhà hàng Shodo Super Gokaiser, Mobile Race Memorial Edition, Ranger Key Memorial Edition 35 Red Senshi và After Gokai Hero Set. Ngoài ra, còn có một hoạt động quảng bá phim do Yui Koike, nữ diễn viên thủ vai Aim de Famiu thực hiện mang tên YouTube. Mặc dù số lượng Ranger Key của 45 chiến đội được sử dụng rất hạn chế, song nếu như để ý kỹ thì mỗi chiến đội đều có ít nhất một Ranger Key được sử dụng. Tiếp theo, để giải thích cho tựa phim, lần này phim lấy tên là Ten Gokaiser thay vì Gokaiser Ten Years After. Theo như thông tin từ tạp chí Figaro số 284, tựa phim được dựa theo Shin Movie Trilogy của nhà làm phim Hideaki Anno. Để giải thích rõ hơn, Hideaki Anno có 3 Shin Movie thuộc 3 dòng phim tokusatsu nổi tiếng của Nhật Bản, đó chính là Shin Godzilla, Shin Ultraman và sắp tới đây là Shin Kamen Rider. Tiếp đến, nếu để ý kỹ logo tựa phim, chúng ta sẽ thấy đặc điểm tương đồng giữa thiết kế logo của Shin Trilogy và logo của Ten Gokaiser. Nói đến đây thì có lẽ các bạn cũng hiểu, tựa phim lần này của Gokaiser mang tính chất như đại diện cho một Shin của Super Sentai. Tuy nhiên, thay vì lấy tên là Shin Gokaiser, thì nhà sản xuất đã chọn Ten Gokaiser để thể hiện rõ tính chất kỷ niệm 10 năm. Phần cảnh Luca đột nhập trụ sở Bộ Quốc phòng để phát trực tiếp cảnh vạch trần bộ mặt của đám phản diện, cô đã sử dụng bí danh là Misaki Shirogane. Đây là tên của một nhân vật anime do Mao lồng tiếng. Cho những bạn chưa biết thì Mao, nữ diễn viên thủ vai Luca Murphy, hiện tại đã hoạt động chính dưới vai trò là Seiju, diễn viên lồng tiếng cho các nhân vật anime. Cô đồng thời cũng chính là Seiju của Raptor 283, Washiping trong Q-Ranger. Đồng thời, tạo hình của Luca ở phân cảnh này là chi tiết tri ân, gợi nhắc trực tiếp từ nhân vật Uitatsui trong Rue Soldier, do nữ diễn viên quá cố Mana Kinjo thủ vai, người đã không may qua đời ở tuổi 24 do mắc căn bệnh hiểm nghèo. Vậy, trên đây là bài review, đánh giá của chúng mình về phần phim kỷ niệm 10 năm của Kaizoku Sentai Gokaiser, V-Cinema Ten Gokaiser. Nhìn chung, xét trên mặt bằng chung phim kỷ niệm 10 năm, cũng như các movie và VCM do Toei sản xuất, thì Ten Gokaiser là một bộ phim tương đối chỉnh chu ở nhiều mặt, và cũng có thể được đánh giá là một bộ phim xem được, khá hay. Song, đối với các fan ruột của Gokaiser, thì có lẽ phim vẫn còn thiếu một vài yếu tố gì đó chưa thực sự đủ thỏa mãn, vẫn có thể cải thiện để trở nên tốt hơn. Để bù đắp cho sự vắng mặt suốt 5 tháng trời của tụi mình do bận rộn với những dự định cá nhân của từng thành viên, cũng như để cảm ơn những khán giả trung thành đã kiên nhẫn chờ đợi RTK Media trong suốt thời gian dài vừa qua, chúng mình đã cố gắng thực hiện một bài review đánh giá với thời lượng đủ dài, phân tích đủ sâu, đủ chi tiết cho bộ phim này để thỏa mãn nhu cầu xem clip của các bạn. Đây là lời tri ân cũng như món quà cuối năm mà đội ngũ RTK Media muốn gửi tới các bạn, những khán giả trung thành của kênh. Các bạn nghĩ sao về bộ phim Ten Gokaiser cũng như bài review lần này của nhóm? Hãy để lại bình luận ở phần bên dưới để chia sẻ cho chúng mình được biết nhé. Một lần nữa, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Nếu vẫn yêu thích RTK Media, hãy tiếp tục theo dõi chúng mình nhé. Vì tuy ngủ lặn hơi nhiều và hơi lâu, nhưng chúng mình vẫn sẽ trở lại trong những dự án độc lập mới. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào và hẹn gặp lại. お前は戦うことでしか分かり合えない。